Luật Hồi giáo vừa ban hành về quan hệ tình dục đồng tính và ngoại tình tại Brunei gây phẫn nộ thế giới. Những hình phạt nghiêm khắc được đưa vào luật hình sự Sharia của Brunei, vốn đã được quốc vương Hassanna Bolkiah ban hành vào năm 2014. Luật mới có hiệu lực vào ngày 3 tháng 4, cho phép ném đá đến chết những người ngoại tình và đồng tình luyến ái. Còn tội trộm cắp có thể bị chặt tay phải nếu phạm tội lần đầu tiên và chặt chân trái nếu phạm tội lần thứ hai. Luật mới cũng áp dụng cho trẻ em và người nước ngoài, dù họ không theo Hồi giáo. Bộ luật nhằm đẩy mạnh ảnh hưởng của Hồi giáo tại quốc gia đa phần theo Hồi giáo, với dân số khoảng 430.000 người. Trước đây trong tuần, phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Ravina Shamdasani, yêu cầu chính phủ Brunei chớ ban hành luật vừa kể, nói rằng nhân quyền và tín ngưỡng tôn giáo không bắt buộc phải loại trừ lẫn nhau. Trong một bài diễn văn trước công chúng đánh dấu ngày thứ Tư mùng 3 tháng 4 đặc biệt của lịch Hồi giáo, quốc vương Brunei kêu gọi giảng dạy giáo lý Hồi giáo triệt để hơn, nhưng ông không đề cập đến luật hình sự mới. Hoa Kỳ, Anh, Đức và Pháp tiếp tục thúc đẩy quốc gia giàu dầu mỏ này rút lại luật mới. Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet lên án luật này, nói rằng những đạo luật về tôn giáo không được vi phạm nhân quyền, bao gồm quyền của những tín đồ tôn giáo đa số, cũng như tôn giáo thiểu số và những người vô tôn giáo. Phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson gọi luật này là dã man tột bực, áp đặt những hình phạt cổ xưa đối với những hành vi, ngay cả không phải là một tội phạm. Các nhân vật nổi tiếng như Elton John, Ellen DeGeneres và George Clooney lên án luật mới và kêu gọi đồng loạt tẩy chay 9 khách sạn tại Hoa Kỳ và châu Âu có liên hệ đến quốc vương Hassanna.